Phú Thọ, một kênh chuyên giới thiệu các mặt hàng loa karaoke âm nhạc. Hôm nay em An chào đón quý vị đến với lại ba mã loa chuyên karaoke. Một năm cũ đã qua rồi, năm mới thì mới đến thôi. Tết âm lịch thì chưa, nên là dịp này em nhập một số mã hàng này về, mục đích là cho quý vị phục vụ vui chơi giải trí đón xuân. Đây là một trong những mã loa có mức giá phải nói là thấp nhất từ trước đến nay. Hôm nay em quay giới thiệu cho quý vị model, tên, giá loa, cuối cùng sẽ giới thiệu chi tiết. Thì trước hết vào dòng loa BMB, dòng loa này là BMB 455. Dòng loa này chỉ thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đối với lại loa BMB xịn thì nó có 5 đến 7 loại cơ. Nhưng mà riêng dòng BMB 455 này, BMB 1000 và 2000, nhà máy đặt tại Trung Quốc nên bắt buộc phải made in China. Còn nếu bác nào mà mua dòng này mà có made in Japan hoặc USA chỉ có hàng nhái thôi. Dòng này mới BMB 1000, mới 2000 loại bát 30 ấy, nó đặt nhà máy tại Trung Quốc thì chỉ có made in China nhé. Bác nào mà mua Japan thì bỏ đi, Japan thì chỉ có của hàng Sài Gòn thôi. Đây là BMB 455, công suất 450W một quả, tổng là 900W một loa, trở kháng 8 ohm, bát 25 từ kép. Trong này mỗi một con này 4 loa tép luôn. Một đôi này của nó tổng 8 loa tép. Có mức giá là 4.800.000. Chúng tôi em giới thiệu chi tiết luôn sau. 4.800.000. Sang đến dòng BK thì dòng BK này được sản xuất tại nước Nhật. Tất cả có tem. Tem bảo hành, tem theo hãng cũng như là tem nổi. Tem hàng quang của hãng, tất cả trên loa BK này đều được dập logo BK nhé, BK. Và hàng này được sản xuất tại Nhật Bản. Nó được thiết kế một bát 25, 2 tép, 2 lỗ thông hơi. Công suất cũng 450W, trở kháng 8 ohm, bát ham từ kép. Dòng BK này hiện tại ở cửa hàng đang có hai mặt hàng, đó là BK 668 và 660. Hai con này nó chỉ chênh nhau mức giá 300.000. Mức giá 668 là 4.800.000. Còn mức giá 660 là 4.500.000. Tất cả các mặt hàng em báo giá đây, quý vị cứ đi tham khảo thoải mái, sau đó hạn đặt hàng. Đi tham khảo tất cả các mặt hàng này. Để em giới thiệu nhanh, chút nữa em sẽ giới thiệu chi tiết. Còn bác nào cần clip giới thiệu chi tiết củ loa thì gọi alo cho em. Em gửi cái clip giới thiệu củ loa cho, bởi vì là em đã có clip rồi. Nên là không muốn mở ra liên tục nhiều quá, nó mở suốt ngày. Song sang đến tiếp theo nữa, đó là dòng loa karaoke được thiết kế với là hai bát 25. Dòng loa OHM, dòng loa này sản xuất theo tiêu chuẩn của Anh Quốc. Dòng loa này đáp ứng cho quý vị nghe tất cả các thể loại nhạc, bởi vì là bát với từ nó khá là lớn, nó to. Bát 20 nên củ từ nó cũng gần 20 rồi. Và rất là đặc biệt là cái dòng loa này, những đôi loa nào có cùng phân khúc, cùng cái kích thước ấy, như nó thì nó phải khắc định, nó phải nặng gấp đôi những đôi loa khác. Riêng OHM này, riêng OHM này có nhiều bác lấy rồi, bác biết. Đôi OHM này có những thời điểm nó lên đến 5.800.000, 6.800.000 có. 6.800.000 có, các bác nào theo dõi kênh của em thì đã biết. Cách đây khoảng 2 tuần cái lô đấy về là mức giá là 5.800.000. Còn hôm nay của nó là mức giá 5 triệu tròn này. Vậy là đã rẻ cho quý vị 800. Có những thời điểm lên 6.000.000 cơ. Dòng này là dòng OHM KS 4MK2. Quý vị chú ý nhé, trở kháng 4 ohm này. Tất cả các dòng loa có trở kháng 4 ohm thì nó cho cái tần suất của giải trầm rất là ấm và mạnh. Để so sánh dễ nhất thì quý vị cứ lật tất cả những con súp trầm ở gia đình quý vị lên và xem. Không có súp nào trở kháng 8 ohm cả. 99% trở lên là 4 ohm. Giải trầm nó rất là mạnh. Đấy. Sang đến bên đây nữa, đó là đôi loa BMB 455. BMB 455 này, con này là dòng 455, con này cũng 450W, CS 455. Con này là dòng BMB 455, con này là hai tép, hai lỗ thông hơi. Con này nó lại làm lỗ thông hơi hở. Quý vị chú ý nhé. Trong này có hai hãng BMB, nhưng một BMB 455 thiết kế theo kín, có nghĩa là hai bốn tép này, lỗ thông hơi kín trong này.
đây là một loại này. Và đây còn loại này nữa, là loại này lại thiết kế lỗ thông hơi hở. Nó hở đây. Hở. Và chỉ có hai con tép, một loa. Tổng hàng một đôi loa có 4, nhưng tổng đôi loa kia 8. À, đôi loa B1B kia có mức giá 4,8 triệu. Con này có mức giá 4,3 triệu. 4,3 triệu. Đấy, 4,3 triệu. 4,3 triệu. Còn bát thì như nhau. Bát như nhau. À, sản xuất thì tất cả những dòng này cũng chỉ có ở China, chứ không bao giờ có ở Nhật Bản đâu các bác ạ. Các bác chú ý nhé, không có Nhật Bản đâu, nên các bác đừng có lấy Nhật Bản, mệt người lắm. Này, bên China 4,3 triệu. Em ơi, đưa anh cái bút xóa đây, anh ghi vào đây. Mà 4,3 làm cái gì nữa đi, cho 4 triệu cho nó thích, cho nó nhanh hết đi. 3 cái gì nữa, 4 triệu cho nó nhanh. À, còn bên đây nữa là đôi loa Heiko. Con loa Heiko này thì đã có clip giới thiệu cho các bác rồi. Con này cao 1m25, dòng loa đến từ nước Đức. À, bát súp nằm bên hông. Bát súp nằm bên hông. Con này súp của nó khoảng độ 32 đến 35. Con này thì hàng cao cấp rồi. À, con này trước cách đây khoảng độ 5 tháng 7 tháng trước em bán là 32 triệu. 32 triệu mấy trăm ấy. Giờ này nhập con này về nó nhẹ hơn được. Con này còn 29 triệu 800. 29 triệu 800. Sau đây sẽ giới thiệu chi tiết lại cho quý vị về từng mã model một này. Đối với dòng loa BMB 455 này thì được thiết kế, các bác nhìn chi tiết nhé. Một tép, hai tép này, ba tép, bốn tép và hai lỗ thông hơi phía dưới. Còn bát 25 nằm giữa. Con này là từ kép này, từ kép đây về phía sau này. Về phía sau đó là BMB CS 455 có công suất là 450W một loa. Vậy là đôi loa này có tổng công suất là 900W. À, quý vị có thể hát karaoke trong những căn phòng tầm 50m2 đổ lại nhé, không cần súp. 450m2 đổ lại, không cần súp. Nói tôm tóm lại là có súp thì nghe nó sẽ ấm hơn, êm hơn. Cái gì thế thôi, karaoke nó phải có súp càng tốt. À, con này chở kháng 8 ohm. Hàng made in China. Mà như em đã nói rồi đấy, nếu mà made in Japan thì đừng mua mã này. Bắt đầu thấy ai chào cái mặt hàng này là made in Japan thì đừng mua mã này, đừng mua. Bởi vì cửa hàng này không sản xuất tại Japan đâu mà mua. Đây, tất cả đều là China hết. Tất cả đều là China. À, tất cả đều là China, được chưa? À, và con BMB này thì hình được cái kích thước của nó chiều ngang này. Kích thước chiều ngang của nó là 50. À, chiều sâu của nó khoảng 28. Và chiều cao 30. Chiều cao 30. À, mức giá 4,8 triệu một đôi. 4,8 triệu một đôi ạ. Quay sang với mức giá 4,8 triệu. Đó là model BIK 668. Thì cái dòng loa BIK 668 này quý vị chú ý này, tất cả nó dập cả logo BIK tại trong con tép nhé, cái mảng của nó này, kể cả con bát này. Ngoài ra có tem phản quang, tem chống hàng giả của Nhật luôn. Đây này, các bạn nhìn chưa, chống hàng giả của Nhật, được chưa? Hai tép. Đó. Con BIK 668 là mức giá 4,8 triệu. Còn con BIK 660 là 4,5 triệu. Thì hai con này em sẽ quay về đằng sau cho quý vị này. Về đằng sau của nó thì hai con này về hình thức củ loa thì không khác gì nhau. Nếu mà so sánh củ của 668 với 660 thì nó chỉ chênh nhau khoảng độ 5 ly, 5-7 ly. Cảm giác nó sẽ củ của 668 nó to hơn một chút. Còn về công suất thì giống hệt nhau. Công suất trở kháng đều là 450W, trở kháng 8 ohm, hàng made in Japan. Hàng này sản xuất tại Nhật ạ. À? Tại Nhật Bản. Đấy. Sáu sáu không đây. Công suất như nhau hết. À, con 668 là 4,8 triệu, 660 là 4,5 triệu. Hàng Nhật Bản luôn. À, về kích thước chiều ngang này, 1, 2 chiều ngang nó cũng 50. Chiều sâu của nó 26 và chiều cao thế nào? Tầm 28. Đấy.
Đấy là đối với model loa BK. BK. Còn về OHM em đã báo rồi nhé, các bác nào muốn chi tiết về lõi lòng phèo của nó thì cứ liên hệ với em gửi clip, bởi vì có clip khui hàng rồi nên không muốn khui nhiều. Tiếp theo nữa đó là OHM, OHM cũng vậy. OHM thì được thiết kế với lại hai bát, quý vị chú ý nhé, hai bát 20, một tép còi ở giữa, hai bát 20 một tép còi. Dòng này là hai bát 20 này, một tép còi này. Cái con tép còi này của giữa nó cho cái chất tép nó rất là rõ và sáng. Hai lỗ thông hơi bên trên. Dòng này dòng lỗ OHM. Củ từ của con này nó gần bằng chóa luôn, gần bằng chóa luôn. Và các quý vị là con loa này thì gần như đã nói rồi đấy, nặng phải gấp đôi. Có những đôi loa nó phải gấp 3 những đôi loa khác. Đấy. Còn về thông số của em nó đây, báo công suất thực hết. OHM KS4MK2 công suất 150W một loa. Đôi này có tổng công suất mới có 300W. Nhưng mà đó là những công suất nó báo thực. Còn quý vị dùng trong gia đình thì quý vị mở to lắm cũng chỉ đến 70W. 70W là cả làng nghe rồi. Được chưa? Con này đây, đọc tiếng Anh méo hết cả mồm, chả đọc được, chỉ thấy nhõn chữ em lần cuối cùng. Con này sơn được sơn với lại sơn sần, đây là sơn sần nhé, sơn sần. Có lỗ để treo loa. Đó. Kích thước chiều ngang này 45, kích thước chiều cao này là khoảng độ 32, chiều sâu 25, sâu 25. Mức giá là 5 triệu. So với trước là rẻ được gần 1 triệu một đôi rồi. 1 triệu rồi. 5 triệu. 5 triệu một đôi. OHM. Loa này thì cho quý vị thoải mái chơi hết các thể loại này. Còn sang đến con BMB 455 loại 2 tép, 2 lỗ thông hơi nằm ngoài này. Có mức giá 4 triệu. Thì quý vị nhìn phía trước này. Còn phía sau của em nó đây. Phía sau của em nó đây. Phía sau của nó đây, BMB cũng là CSN nhé. Còn con bên này là, con bên này là con CS. Con này CS 455. Còn con này lại CSN. Được chưa? Này. CSN 455. Công suất 450W, chở kháng 8 ohm. Con này cũng chỉ sản xuất tại China chứ không có ở nước nào khác. Được chưa? Đấy. Nên là được chưa? Con này có mức giá 4 triệu một đôi. 4 triệu một đôi. Đấy, kích thước thì cũng vậy, là chiều ngang 12, chiều ngang 50, chiều sâu 28, chiều cao 30. Vừa rồi là toàn bộ clip giới thiệu đến quý vị một số mã loa karaoke. Với loại đôi loa Heiko này thì mức giá 29.800, so với trước nó đã rẻ được gần 3 triệu. 3 triệu. 29.800. Quý vị nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Em xin chào, cảm ơn. Cho bớt một cái vào lấy lối rồi đi em.